hài lòng, rất là hài lòng về bên dịch vụ của bên em. Về bên đường dây thì anh cảm thấy rất là ổn, tại vì anh sợ nhất là về bên cái lắp đặt á. Dạ. Là nhiều khi anh không muốn là trong xe nó quá nhiều cái đường dây lòng vòng. Nhưng dạ, mà sau khi thấy mấy bạn kỹ thuật lắp thì anh cảm thấy là quá là ok rồi. Dạ. Dịch quá nên là hai anh em xin phép đeo khẩu trang nha. Dạ, thì hôm nay á, là có một vị anh mụ anh khách đi chiếc C180 rất là đẹp trai, rất là dễ thương. Thì hôm nay là lắp chiếc camera hành trình GNX On. Thì đây, dạ em chào anh Hùng. Dạ, thì không biết là trên thị trường có rất là nhiều dòng camera luôn. Thì không biết là anh tìm hiểu và biết được cái camera hành trình GNX đó qua đâu? Anh cũng tìm hiểu trên Google và trên Facebook, đặc biệt là cái fanpage của bên tụi anh là bên mẹ. Thì có tìm hiểu thì thấy là bên cái dòng này thì cũng được mọi nhiều người là khuyên dùng nên anh chọn nó. Dạ, thì GNX thì có nhiều dòng lắm, nói chung là GNX L2 rồi GNX Select, có GNX GON. Thì không biết là tại sao anh chọn cái con GON này? Cái tiêu chí của anh là gì, cái mẫu mã? Dạ. Nhìn nó hiện đại và nhìn nó có cái vẻ gì đó nó sang trọng trong đó. Dạ rồi, cảm ơn anh. Thì khi mà kỹ thuật giống như là bên em đã lắp đặt rồi nè và hướng dẫn sử dụng cho anh đó, thì không biết là anh có cảm nhận như thế nào về cái đường dây đi hay là hướng dẫn sử dụng và dịch vụ của bên em á? Rất là hài lòng, rất là hài lòng về bên dịch vụ của bên em. Về bên đường dây thì anh cảm thấy rất là ổn, tại vì anh sợ nhất là về bên cái lắp đặt á. Dạ. Là nhiều khi anh không muốn là trong xe nó quá nhiều cái đường dây lòng vòng. Nhưng mà sau khi thấy mấy bạn kỹ thuật lắp thì anh cảm thấy là quá là ok rồi. Dạ rồi, rất là cảm ơn anh Hùng. Thì em cũng có một cái món quà nhỏ để tặng cho anh Hùng, mà một cái phụ kiện 7 trong 1. Dạ rồi, em cảm ơn. Em chào anh Hùng. Rồi, dạ, bye bye. Rồi, ok, cảm ơn nha. Xin chào mọi người.